Xin chào các bạn. Lâu nay chúng ta chắc hẳn đều đã từng nghe nói đến đường sinh đạo. Thậm chí trên thế giới có tới 2 quốc gia có tên gắn liền với đường màu đỏ này. Nhưng bạn đã thực sự hiểu về đường sinh đạo chưa? Và hiện nay nó đi qua bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Nếu bạn đang có những thắc mắc như vậy thì hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ai đã phát hiện ra đường sinh đạo? Theo ghi chép, đường sinh đạo được phát hiện và lập bản đồ bởi phái đoàn trắc địa Pháp-Tây Ban Nha do nhà thám hiểm Charles-Marie de la Condamine dẫn đầu vào năm 1736. Đoàn thám hiểm đã dành 10 năm ở Ecuador để đo đạc và chứng minh lý thuyết của Isaac Newton là trái đất không tròn hoàn hảo. Nó bị dẹt ở hai cực và phình ra xung quanh vĩ tuyến không độ, hay còn được gọi là đường sinh đạo. Một đường thẳng tưởng tượng chia địa cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Sau khi kết thúc dự án, đường sinh đạo đã được thiết lập. Đến năm 1936, chính phủ Ecuador đã xây dựng tượng đài kỷ niệm 200 năm chuyến thám hiểm trắc địa đầu tiên của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Đến năm 1979, tượng đài này đã được thay thế bằng một công trình khác có tên là Đài Tưởng Niệm Sích Đạo. Tượng đài nằm bên trong công viên trung tâm thế giới với chiều cao 30m và có một quả địa cầu gắn trên đỉnh. Tại đây có một đường màu vàng chạy qua, nó được cho là đánh dấu vị trí gần chính xác của đường sích đạo. Với thiết bị GPS hiện đại, chúng ta có thể thấy đường sinh đạo thực tế nằm cách đường chỉ định của phái đoàn trắc địa Pháp-Tây Ban Nha khoảng 240m về phía Bắc. Vậy nhưng công viên trung tâm thế giới vẫn thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, người Pháp không phải là những người đầu tiên tìm ra đường sinh đạo. Theo các nhà nhân chủng học và ngôn ngữ học, thì những cư dân của thời tiền Inca mới là những người đầu tiên có hiểu biết về đường sinh đạo. Và nền khoa học ở Nam Mỹ từ hàng nghìn năm trước cũng tân tiến không thua kém gì những nền văn minh khác trên thế giới. Vào thời kỳ đó, họ đã biết mặt trời đem lại cho họ những gì. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu thiên văn học rất quan trọng, đặc biệt là đối với các chu kỳ nông nghiệp. Những ghi chép còn sót lại cho biết, những cư dân tiền Inca đã đến Quito và đi về phía bắc thành phố để tìm kiếm hiện tượng mặt trời thẳng. Và Quito hiện nay đích thực là nơi có mặt trời thẳng và đúng thời điểm nhất trên thế giới. Trong khi theo lịch mặt trời ở các khu vực khác như Mexico, Guatemala, Colombia, Bolivia, miền Bắc Argentina và Chile lại tạo ra những cái bóng không đối xứng. Chỉ tại Quito bạn mới có thể đếm thời gian trong một năm mà nó thể hiện hai cái bóng đối xứng nhau. Cụ thể thì trong đó 6 tháng đầu năm bóng sẽ đổ về phía bên phải, còn 6 tháng còn lại bóng sẽ đổ về bên trái. Do Ecuador đã trải qua nhiều thời kỳ chiến tranh, nên những bằng chứng về khảo cổ học từ thời đế chế Inca còn lại rất ít. Tuy nhiên, ngôn ngữ học có thể lấp đầy khoảng trống lịch sử. Trong đó, tiếng Safiki là ngôn ngữ thời tiền thuộc địa, hiện vẫn được một số ít người sử dụng. Ngôn ngữ này đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu một manh mối mới. Cụ thể thì trong tiếng Safiki, Quisa có nghĩa là một nửa và To có nghĩa là thế giới. Như vậy thì nguồn gốc của cái tên Quito có thể hiểu là một nửa thế giới. Từ đây, một câu hỏi được đặt ra là liệu các dân tộc thời tiền thực dân Tây Ban Nha tiến bộ đến mức nào? Liệu họ có thể nhận ra hình dạng thực sự của trái đất? Với tất cả những dữ liệu trên, người Inca hoàn toàn có thể ý thức được trái đất có hình cầu. Trong khi ở châu Âu và châu Á, ý tưởng về một trái đất vuông hay trái đất phẳng đã từng tồn tại trong một thời gian dài, nhưng có vẻ như điều đó không xảy ra ở vùng đất của người Inca. Đường sinh đạo là gì? Đường sinh đạo là một vòng tròn vĩ độ chia một vật thể hình cầu thành hai phần là bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Trên trái đất, sinh đạo là một đường tưởng tượng nằm ở vĩ độ không độ, nhưng trên thực tế thì không có đường vật lý nào được gọi là đường sinh đạo cả. Do trên bản đồ, đường này thường được thể hiện bằng màu đỏ, vì vậy mà nó được coi là đường sinh đạo, có nghĩa là đường màu đỏ. Trong hình học không gian, đường sinh đạo của một hình cầu quay, chẳng hạn như trên một hành tinh, sẽ là đường song song tại vĩ độ được xác định là không độ. Nó là một đường tưởng tượng trên hình cầu cách đều các cực của nó, đồng thời chia hình cầu đó thành hai phần. Nói một cách khác, đường sinh đạo là giao điểm của hình cầu với mặt phẳng vuông góc với trục quay của nó và nằm giữa các cực địa lý. Vị trí chính xác của đường sinh đạo không cố định, mặt khác các nhà khoa học cũng xác định được mặt của nó thực sự vuông góc với trục quay của trái đất. Đồng thời các mẫu địa chất cũng cho thấy đường sinh đạo đã thay đổi đáng kể vị trí từ 48 đến 12 triệu năm trước, do trầm tích lắng đọng bởi dòng nhiệt đại dương tại khu vực sích đạo dịch chuyển. Sự lắng đọng này được xác định bởi trục trái đất và nó cũng quyết định độ bao phủ của ánh sáng mặt trời trên bề mặt hành tinh xanh. Những thay đổi trong trục trái đất cũng có thể được quan sát thấy trong cách bố trí địa lý của chuỗi đảo núi lửa. Đa phần các đảo này được tạo ra bằng cách dịch chuyển các điểm nóng dưới lớp vỏ trái đất khi trục và lớp vỏ di chuyển.
Điều này phù hợp với việc mảng kiến tạo Ấn Độ va chạm với mảng kiến tạo Á-Âu đang gây ra sự nâng cao của dãy Himalaya. Đặc điểm của đường xích đạo. Theo Hiệp hội Trắc địa Quốc tế và Hiệp hội Thiên văn Quốc tế xác định, bán kính xích đạo là 6.378 km. Bán kính xích đạo này cũng nằm trong công thức IERS năm 2003 và năm 2010. Nó cũng là bán kính xích đạo được sử dụng cho hình ellipse IERS 2003. Nếu đường xích đạo thực sự là hình tròn thì chiều dài của nó sẽ bằng 2π lần bán kính, cụ thể là 40.075 km. Theo hệ thống trắc địa tham chiếu 1980, còn được gọi là GRS-80, được Liên đoàn Trắc địa và Địa vật lý Quốc tế phê duyệt và thông qua năm 1979 tại cuộc họp ở thành phố Canberra, Australia, xác định bán kính xích đạo là 6.378 km. Còn theo hệ thống trắc địa thế giới 1984, được dùng làm tiêu chuẩn để sử dụng trong bản đồ trắc địa và điều hướng vệ tinh, đã xác định bán kính xích đạo cũng là 6.378 km. Như vậy, căn cứ vào GRS-80 và WGS-84 thì chiều dài của đường xích đạo trên trái đất sẽ là 40.075 km. Trái đất rộng hơn ở xích đạo, điều này đã tạo ra hiện tượng được gọi là phình xích đạo. Theo đó thì đường kính của đường tròn sẽ được đo bằng đường thẳng đi qua tâm của nó và có điểm cuối nằm trên ranh giới của đường tròn. Các nhà khoa học có thể tính toán đường kính của các vĩ độ như xích đạo và vòng cực. Cụ thể thì đường kính trái đất tại xích đạo là 12.756 km, còn ở hai cực, đường kính sẽ là 12.714 km. Như vậy, chỗ phình ra ở xích đạo của trái đất dài khoảng 43 km. Chỗ phình ra này giúp cho những người đứng ở hai cực sẽ gần tâm trái đất hơn những người đứng ở mực nước biển gần xích đạo. Bên cạnh đó, chỗ phình này cũng làm ảnh hưởng đến đại dương vì mực nước biển ở vùng xích đạo sẽ cao hơn một chút so với ở gần hai cực. Theo các nhà nghiên cứu thì chỗ phình xích đạo được tạo ra bởi sự quay của trái đất. Khi các đường vĩ độ tăng kích thước, một điểm phải di chuyển nhanh hơn để hoàn thành một vòng tròn hay vòng quay trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, vòng quay ở chí tuyến chậm hơn nhiều so với vòng quay ở xích đạo. Ở gần các cực, tốc độ quay hay độ quay của trái đất gần như bằng không, còn tại xích đạo thì tốc độ quay là khoảng 1.670 km/h. Đồng thời, lực hấp dẫn và xung lượng của trái đất cũng yếu hơn một chút ở xích đạo, nên các vùng đất ở gần đường xích đạo đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các vụ phóng phương tiện vũ trụ vào không gian. Vì thông thường các phương tiện được phóng tại đây sẽ được trái đất tạo cho một lực đẩy là 1.670 km/h. Chính vì vậy mà Mỹ đã phóng hầu hết các tàu vũ trụ từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở miền nam Florida, nơi gần xích đạo nhất có thể ở lục địa xứ Cờ Hoa. Gần đây các nền tảng phóng di động đã phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo từ khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Khí hậu. Bên cạnh các đặc điểm về kích thước thì khí hậu ở xích đạo cũng mang những đặc điểm riêng. Các mùa là kết quả của độ nghiêng của trục trái đất ra khỏi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quay của nó quay mặt trời. Trong suốt cả năm, bán cầu Bắc và Nam lần lượt quay về phía trước mặt trời hoặc là ra xa mặt trời, tùy thuộc vào vị trí của trái đất trong quỹ đạo của nó. Bán cầu quay về phía mặt trời sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn, tức là đang vào mùa hè, trong khi bán cầu còn lại nhận được ít ánh nắng hơn, tức là đang vào mùa đông. Để xác định các mùa trong năm thì người ta sẽ dùng ngày phân. Theo đó, một điểm phân xảy ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 hàng năm, còn được gọi là xuân phân. Nó đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân ở Bắc bán cầu và mùa thu ở Nam bán cầu. Điểm phân thứ hai xảy ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, được gọi là thu phân. Ngày này đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu và mùa xuân ở Nam bán cầu. Bên cạnh đó, trong hai thời điểm xuân phân tháng 3 và thu phân tháng 9, mặt trời đi thẳng qua xích đạo, tức là trục của trái đất vuông góc với mặt trời, chứ không nghiêng về phía trước hoặc ra xa. Vào thời điểm này thì ngày và đêm đều dài khoảng 12 giờ trên toàn bộ trái đất. Hiện nay, đường xích đạo được xác định là đi qua ba đại dương lớn là Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mặc dù có sự khác biệt đáng kể về lượng mưa và độ ẩm xung quanh, nhưng nhiệt độ ở xích đạo hầu như không thay đổi trong suốt cả năm. Bên cạnh đó, không giống như các vị trí xa xích đạo là có bốn mùa bao gồm xuân, hạ, thu, đông, thì các vùng đất gần xích đạo là có hai mùa, mùa mưa và mùa khô, với đặc điểm khí hậu thường ấm áp và có lượng mưa lớn. Với nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 27 đến 30 độ C, đồng thời lượng mưa ở đây cũng rất cao, đạt từ 2.500 đến 3.000 mm. Các nhà khí tượng cũng xác định trung bình một năm ở khu vực xích đạo có khoảng 200 ngày mưa và số giờ nắng hàng năm là khoảng 2.000 giờ. Mặc dù nhiệt độ nhìn chung khá là cao, nhưng với lượng mưa lớn nên xích đạo không phải là nơi nóng nhất trên thế giới.
Và ngược lại, với mùa mưa kéo dài và khí hậu ấm áp đã góp phần tạo ra các khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn như rừng mưa nhiệt đới Amazon ở Nam Mỹ, rừng nhiệt đới Congo ở Trung Phi và rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Mặc dù có khí hậu ấm áp quanh năm, nhưng ở Xích Đạo vẫn có một số sông băng nhiệt đới nằm ở độ cao lớn trên dãy Andes ở lục địa Nam Mỹ và núi Kilimanjaro ở châu Phi. Hiện nay điểm cao nhất được xác định trên đường Xích Đạo là sườn phía nam của núi lửa Cambyabe ở Ecuador, với độ cao là 4.690m so với mực nước biển. Đây cũng là khu vực nằm phía trên đường tuyết và là nơi duy nhất dọc theo đường Xích Đạo có tuyết rơi. Các quốc gia có đường Xích Đạo đi qua. Bắt đầu từ kinh tuyến gốc và hướng về phía đông, đường Xích Đạo đi qua đảo Nun. Đây là nơi mà kinh tuyến gốc và đường Xích Đạo cùng giao nhau. Tuy nhiên trên thực tế, đảo Nun chỉ là một địa điểm giả định. Việc đặt cơ sở dữ liệu điện toán, tên địa danh và tọa độ của đảo Nun đã được thêm vào bộ dữ liệu bản đồ phạm vi công cộng của Natural Earth. Khu vực này được xác định nằm trong vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km và nằm trong vịnh Guinea. Hiện nay một chiếc phao thời tiết được đặt tên là phao linh hồn đang được neo đậu tại tọa độ của đảo Nun. Đây là một trong 17 phao thuộc hệ thống phao quan sát được lắp đặt bởi Mỹ, Pháp và Brazil ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương từ năm 1997. Hệ thống này dùng để thu thập dữ liệu khí tượng và hải dương học. Dữ liệu thu thập được giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các hiện tượng khí hậu ở vùng Đại Tây Dương nhiệt đới, đồng thời cải thiện khả năng dự báo thời tiết và nghiên cứu khí hậu trên toàn thế giới. Từ đảo Nun về phía đông, đường Xích Đạo đi qua 4 châu lục là châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Trong đó tại châu Phi, đường Xích Đạo đi qua 7 quốc gia. Quốc gia đầu tiên là Sao Tome và Príncipe. Đây là một quốc đảo ở vịnh Guinea, ngoài khơi bờ biển Xích Đạo phía tây của Trung Phi, với diện tích khoảng 964 km2 và dân số hiện nay là 220.352 người. Đường Xích Đạo đi qua đảo Ilhu das Rolas, nên hòn đảo này thuộc cả Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. Từ năm 1915 đến năm 1918, nhà hàng hải và nhà sử học người Bồ Đào Nha là Gago Coutinho đã tới Sao Tome trong một chuyến thám hiểm để lập bản đồ hòn đảo, lúc đó là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Trong quá trình lập bản đồ, Coutinho quan sát thấy đường Xích Đạo cắt qua hòn đảo. Chính vì vậy mà sau này, để thu hút khách du lịch, chính quyền đã cho xây dựng tượng đài Macro do Ecuador. Địa điểm này dùng để đánh dấu vị trí đường Xích Đạo chạy qua và chia cắt hòn đảo thành hai nửa thuộc Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. Hiện nay, địa điểm này nằm trong khuôn viên khu nghỉ mát Bestaña, Ecuador. Bên cạnh bức tượng thì phần mặt đất bên dưới là một bản đồ thế giới được khảm bằng gốm. Quốc gia châu Phi thứ hai là Gabon. Quốc gia này nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Trung Phi với diện tích là 270.000 km2 và dân số hiện nay là 2,19 triệu người. Nó được bao bọc bởi Guinea Xích Đạo, Cameroon, Cộng hòa Congo và Vịnh Guinea. Do có đường Xích Đạo đi qua nên quốc gia này có đặc điểm của khí hậu Xích Đạo với hệ thống rừng mưa nhiệt đới. Hiện nay, khoảng 89,3% diện tích đất liền của Gabon có rừng bao phủ. Ngoài ra, cảnh quan của đất nước còn được đặc trưng bởi những dãy núi, savan và đồng bằng ven biển. Tiếp đến là Cộng hòa Congo. Đây là một quốc gia có chủ quyền nằm tại Trung Phi. Nó được bao bọc bởi Gabon, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola và Đại Tây Dương. Cộng hòa Congo có diện tích là 342.000 km2 và dân số hiện nay là khoảng hơn 5,04 triệu người. Quốc gia này nằm ở phần trung tâm phía tây của châu Phi cận Sahara, dọc theo đường Xích Đạo. Chính vì vậy mà khí hậu nơi đây có tính chất nhiệt đới điển hình, với mùa mưa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 và mùa khô kéo dài trong thời gian còn lại trong năm. Do vậy, cảnh quan của đất nước cũng rất đa dạng từ đồi núi, rừng, đồng bằng, savan và đồng bằng ven biển. Quốc gia thứ tư ở lục địa đen có đường Xích Đạo đi qua đó là Cộng hòa Dân chủ Congo. Với diện tích 2.345.409 km2 thì đây là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi, chỉ sau Algeria. Do có diện tích lớn nên Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp giáp với 9 quốc gia là Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia và Angola, cùng với Đại Tây Dương ở phía Tây. Đồng thời, dân số của quốc gia này hiện nay đang đạt xấp xỉ là 100 triệu người. Do đường Xích Đạo đi qua nên Cộng hòa Dân chủ Congo có lượng mưa lớn và tần suất giông bão cao nhất thế giới. Tổng lượng mưa hàng năm đo được có thể lên tới 2.000mm. Vì vậy, một phần diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng nhiệt đới Congo. Khu vực này có diện tích 2 triệu km2 và là khu rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau rừng nhiệt đới Amazon. Người ta ước tính rằng rừng nhiệt đới Congo chứa hơn 1/4 số loài thực vật trên thế giới và là nơi sinh sống của nhiều loài linh trưởng quý hiếm. Tiếp đến là Uganda.
Đây là một quốc gia không giáp biển ở Đông Phi với diện tích là 241.038 km2. Uganda lần lượt tiếp giáp với Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Kenya, Tanzania và Rwanda. Phần phía nam của đất nước bao gồm một phần của hồ Victoria và đường xích đạo cũng đi qua khu vực này. Do vậy, quốc gia Đông Phi này có khí hậu nhiệt đới ấm áp với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 25 đến 29 độ C và lượng mưa từ 1.000 đến 1.500 mm. Hiện nay, Cộng hòa Uganda là nơi có 60 khu vực tự nhiên được bảo vệ và 10 vườn quốc gia. Trong đó, vườn quốc gia Bwindi Impenetrable và vườn quốc gia núi Ruwenzori đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Có nhiều loài động vật khác nhau sống ở Uganda và các công viên ở đây là nơi sinh sống của quần thể khỉ đột núi, khỉ vàng, hà mã. Quốc gia tiếp theo là Kenya. Đây là một quốc gia ven biển ở Đông Phi với diện tích là 580.367 km2 và dân số hiện nay là 51,5 triệu người. Do đường xích đạo đi qua gần như ở trung tâm đất nước Kenya nên đã chia đôi quốc gia này thành hai phần thuộc Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. Điều này đã góp phần làm cho địa lý Kenya rất đa dạng với những đồng bằng thấp ven biển dọc theo Ấn Độ Dương rồi vươn lên đến vùng cao nguyên trung tâm. Hiện nay, cao nguyên Kenya được đánh giá là một trong những vùng nông nghiệp năng suất cao nhất ở châu Phi. Quốc gia cuối cùng của châu Phi mà đường xích đạo đi qua là Somalia. Quốc gia này nằm ở vùng sừng châu Phi với diện tích là 637.657 km2 và dân số hiện nay là 25,6 triệu người. Với đường bờ biển dài 3.330 km dọc theo vịnh Aden ở phía Bắc và Ấn Độ Dương ở phía Đông và phía Nam, nên đây là quốc gia có đường bờ biển dài nhất lục địa đen. Do có đường xích đạo đi qua, nên Somalia có khí hậu khá ổn định và không thay đổi nhiều trong suốt cả năm. Khi đi qua châu Phi, đường xích đạo đi qua châu Á, tại đây nó chỉ đi qua hai quốc gia là Maldives và Indonesia. Trong đó, Cộng hòa Maldives là đất nước ở Nam Á, nằm biệt lập ở vùng biển Ấn Độ Dương, với diện tích chỉ khoảng 298 km2, chưa bằng một nửa diện tích Singapore, thì đây là quốc gia nhỏ nhất châu Á, cũng là một trong 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới. Đất nước này nằm trên hai dãy núi ngầm ngay phía trên đường xích đạo. Nó bao gồm gần 1.200 hòn đảo san hô lớn nhỏ khác nhau, được hình thành bởi 26 đảo biệt lập và dạng san hô vòng tự nhiên. Đường xích đạo cắt ngang đất nước nên đảo san hô Fuvamula và Addu là hai đảo duy nhất nằm ở Nam Bán Cầu. Quốc gia châu Á thứ hai có đường xích đạo đi qua chính là Indonesia. Đây là một quốc gia rộng lớn với diện tích là 1.904.569 km2, đứng thứ 14 thế giới. Indonesia được cấu thành từ 17.504 hòn đảo, kéo dài 5.120 km từ đông sang tây và 1.760 km từ bắc xuống nam. Đường xích đạo kéo dài gần như toàn bộ chiều dài từ tây sang đông của quốc gia này và nó đi qua cả trên đất liền và trên biển. Chính vì vậy mà Indonesia là quốc gia có đoạn đường xích đạo đi qua dài nhất thế giới. Sau đó, đường xích đạo đi tiếp tục qua châu Đại Dương. Trong khu vực này, đường xích đạo tạo thành đường ranh giới giữa Palau, Papua New Guinea, Micronesia và Nauru. Sau đó, nó đi qua Kiribati, một quốc gia có chủ quyền thuộc châu Đại Dương, với tên gọi chính thức là Cộng hòa Kiribati. Đây cũng là một quốc gia có vị trí rất đặc biệt, khi lãnh thổ trải dài ở cả hai phía của đường xích đạo và cũng nằm giữa đường đổi ngày quốc tế. Có nghĩa là Kiribati là quốc gia duy nhất nằm trên cả bốn bán cầu. Toàn bộ lãnh thổ của quốc đảo này bao gồm 32 đảo san hô vòng và một đảo san hô cao. Tổng diện tích các đảo chỉ khoảng 811 km2, nhưng nó trải rộng trên một vùng biển rộng tới 3,5 triệu km2. Khi đi qua Kiribati, đường xích đạo còn cắt qua đảo Baker, một lãnh thổ của Mỹ, sau đó nó đi qua khu vực Tây Thái Bình Dương để đến Nam Mỹ. Tại lục địa này, đường xích đạo đi qua ba quốc gia là Ecuador, Colombia và Brazil. Trong đó, Ecuador là quốc gia có mối liên hệ mật thiết với đường xích đạo. Cụ thể thì tên gọi chính thức của Ecuador là República del Ecuador, dịch ra tiếng Việt là Cộng hòa xích đạo. Quốc gia này có diện tích 283.561 km2 và dân số hiện nay là 18,26 triệu người. Theo đó thì đường xích đạo chạy qua phần phía bắc quốc gia này, cắt ngang thủ đô Quito. Quốc gia tiếp theo là Colombia. Quốc gia này có tên chính thức là Cộng hòa Colombia với diện tích là 1.141.748 km2 và dân số hiện nay là 52,16 triệu người. Đường xích đạo đi qua cực nam của Colombia, chính vì vậy mà khu vực này có khí hậu và cảnh quan rất đa dạng. Hiện nay Colombia bao gồm phần rừng nhiệt đới Amazon, cao nguyên và sa mạc. Sự đa dạng về địa lý cũng là nguyên nhân làm cho quốc gia này trở thành một trong những nơi có mức độ đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Quốc gia thứ ba ở Nam Mỹ có đường xích đạo đi qua chính là Brazil.
với diện tích 8.515.767 km², thì đây là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ và lớn thứ 5 thế giới. Hiện nay dân số của quốc gia Nam Mỹ này là 204,25 triệu người. Trên thực tế, do đất nước trải dài từ Bắc xuống Nam nên đây là nơi duy nhất trên thế giới có cả đường xích đạo và chí tuyến chạy qua. Chính vì vậy mà khí hậu của quốc gia này bao gồm nhiều điều kiện thời tiết khác nhau trên một khu vực rộng lớn và địa hình đa dạng, nhưng phần lớn đất nước là vùng nhiệt đới. Đồng thời, quốc gia này cũng sở hữu khoảng 60% diện tích rừng nhiệt đới Amazon, nên khoảng 70% tổng số loài động thực vật trên thế giới tập trung ở quốc gia này. Chính vì vậy mà Brazil được coi là quốc gia sở hữu đa dạng sinh học lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh. Như vậy thì đường xích đạo đi qua ba đại dương là Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cùng 13 quốc gia thuộc 4 châu lục là châu Phi, châu Á và châu Đại Dương. Một trường hợp cực kỳ đặc biệt là Guinea xích đạo ở châu Phi. Quốc gia này tuy ở trong tên có chữ xích đạo, tuy nhiên thì đường màu đỏ này lại không thực sự đi qua đất nước châu Phi, mà tên quốc gia này là do vị trí nằm với gần đường xích đạo và cũng để phân biệt với các quốc gia khác trong khu vực như là Guinea và Guinea-Bissau. Và đó là những thông tin mà 5 phút thôi tìm hiểu được về đường xích đạo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.